Và trước đây bạn cũng thường kết luận rằng chồng bạn làm tổn thương bạn, con bạn làm tổn thương bạn, mẹ chồng bạn làm tổn thương bạn, đôi khi sếp bạn làm tổn thương bạn, hay câu nói của ai đấy làm tổn thương bạn. Cuộc đời này không có ai làm tổn thương bạn hết, cho đến khi bạn tự làm tổn thương chính mình. Cực nó là năng lượng đấy. Tiêu cực có nghĩa là tiêu đi cái năng lượng của bạn, còn tích cực là tích lại cái năng lượng của bạn. Thế thì gốc của cái cảm xúc tiêu cực đấy là cảm xúc sợ hãi. Gốc của nó nha. Gốc của cảm xúc tiêu cực là cảm xúc sợ hãi. Và từ cảm xúc sợ hãi gốc này, nó sẽ sinh ra tất cả những cảm xúc tiêu cực khác, như là tức giận. Cô đây sẽ lấy ví dụ cho các anh chị hiểu này. Khi mà tôi coach cho một chị, chồng chị trước đây đã ngoại tình với một cô nhân viên. Chị có khoảng tầm 20-30 nhân viên gì đấy. Và khi mà chồng ngoại tình với nhân viên của chị ấy, thì chị không tuyển nữ nữa. Chị chỉ tuyển nam thôi. Hoặc là tuyển người rất xấu, già, chồng con rồi. Còn cứ em nào mà xinh tươi, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, chị loại ngay hồ sơ ban đầu, không tuyển nữ. Thì mất đi rất nhiều cơ hội, đúng không các anh chị? Mất đi cực kỳ nhiều cơ hội. Mà ngay cả là nữ có chồng rồi, già xấu rồi, đến chị vẫn bắt mặc áo kín cổ. Tức là công ty đưa ra là như thế, và không có váy ngắn váy dài gì cả. Chị bắt mặc đồng phục từ đầu tuần cho đến cuối tuần, và đồng phục chị may rất là kín, tay cũng kín, cổ cũng kín, dài, tức là đồng phục chị may rất xấu. Tóm lại thế. Thế thì bao nhiêu năm chị không nhận ra hành vi đấy của mình là bởi vì để đề phòng, nỗi sợ hãi, cái ký ức tổn thương nó quyết định hành vi của chị. Cho nên khi chị học nâng tầm, chị nói là đúng là em đau khổ vì cái ký ức này bao nhiêu năm tháng. Có rất nhiều, kể cả nhá, em uốn con nhà chú nhà gì cái thứ mà đến làm với em ấy, Được thời gian thôi là em không biết vì sao mà bọn nó lại nghỉ, hoặc là em cho bọn nó nghỉ. Đấy, nếu là con gái ấy nhá, đến cái cấp độ như thế cơ mà. Bởi vì chị cứ đổ là bởi vì chồng em có tính léng phéng. Nhưng mà đến bây giờ anh ấy rất là tử tế rồi. Anh bị một lần thôi và anh đã sợ hú hồn rồi. Và anh ấy không còn tái hiện nữa, anh ấy tốt nghiệp rồi. Nhưng mà bởi vì chị có nỗi sợ hãi, nên ý, chỉ cần anh ấy hơi nhìn liếc vào ngực của ai đấy thôi là chết với chị. Là chị về chị nói cho cả đêm không ngủ được luôn. Nhưng mà kể cả mình là đàn bà cũng thế mà, ai họ mà hơi ngở hở ngực ra mình liếc mà, đâu có cứ gì đàn ông. Các chị có đồng ý với cô Lanh điều đấy không? Tại vì bản tính của chúng ta là tò mò mà. Bản tính của mình là tò mò mà. Tôi là tôi đã từng kiểm tra khoảng tầm 6-7 người đàn ông ở trong Minh Chi Thành. Một cái bài test rất hay các anh chị. Tôi bảo là đi xông hơi và đi ngâm sụp xuống lắm. Thế và rồi tôi mới chụp một cái bức ảnh một cái cô gái trên mạng ấy. Tôi lấy về ngâm và ở trong cái bồn nó bốc hơi lên. Thế tôi cho xem mà cả bọn cứ nghến, nghến, nghến. Có gì đấy mà nghến? Nó là cái ảnh nghến chả nhìn thấy. Các anh chị có hiểu không? Có nghĩa là nghến để xem, để nhòm vào ấy. Nhưng nó là ảnh thì làm gì nhòm vào thấy cái gì đâu. Nó là cái ảnh mà. Nhưng mà vô thức của mình ấy thì nó điều khiển cơ thể của mình, cái bản chất là tò mò và rồi nghến, tức là muốn nhìn vào sâu hơn ấy. Có hiểu ý của cô Lanh không đấy? Là cái hành vi vô thức của họ tự nghến luôn ấy.
Tự nhiên tôi bảo chứ may mà bọn nó còn không không nhấc cả cả cái màn hình điện màn hình gì máy tính lên để họ nó nhòm dưới nhòm trên, nó mới là nghén thôi. Đấy là hành vi tò mò mà của con người, mà hành vi vô thức mà. Thế mà bao nhiêu năm nay chị mắc kẹt mà chị không biết. Và cứ khi anh ấy có những hành vi như thế, hoặc là có ai đó trẻ trẻ đến phỏng vấn mà anh ấy muốn nhận, là chị lại tức lộn ruột lên. Là bởi vì cái nỗi sợ hãi nó gây ra những cái cảm xúc này. Mình hiểu chưa ạ? Các anh chị. Và tội lỗi, sợ hãi là cảm xúc gốc. Tích cực, cảm xúc gốc của tích cực là yêu thương. Yêu thương vô điều kiện nha. Nó là cảm xúc gốc. Và từ cảm xúc yêu thương này thì sẽ sinh ra những cảm xúc tích cực khác, như là vui vẻ, hạnh phúc. Vui vẻ, hạnh phúc, can đảm, tự hào bản thân, bình an nội tâm. Là như vậy. Bắt đầu từ yêu thương, cảm xúc gốc. Còn bên này sợ hãi là cảm xúc gốc. Thế nên bạn sẽ nói rằng ai đó làm tổn thương bạn. Và trước đây bạn cũng thường kết luận rằng chồng bạn làm tổn thương bạn, con bạn làm tổn thương bạn, mẹ chồng bạn làm tổn thương bạn, đôi khi sếp bạn làm tổn thương bạn, hay câu nói của ai đấy làm tổn thương bạn. Cuộc đời này không có ai làm tổn thương bạn hết, cho đến khi bạn tự làm tổn thương chính mình. Còn không có ai làm tổn thương bạn cả, các anh chị. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.